kiếm trong mùa dịch này, kiếm ớt đấy. Ớt này ớt của người đồng bào, nhưng mà tự nhiên nha mọi người, không phải ớt trồng đâu, thì nó mọc mọc tự nhiên thôi, chim nó ăn là tự mọc ra đó, ăn sạch sẽ gọn gàng, sợ phun thuốc gì đó, rất là an toàn. Cái này rất là an toàn luôn, ăn tự nhiên luôn, không cần sợ thuốc gì hết. Đây là nấm nấm mọc trên cây nha mọi người, đây là gọi nấm đồng bào nói là đậu, mâm gì mâm mâm, mâm nấm chuột á, đúng rồi, nấm chuột, nấm chuột thì vậy. Hai cả đắng nha mọi người, hai cả đắng nha, đây hai cả đắng. Còn đấy kiếm món ăn trong mùa dịch này, kiếm cả đắng thôi, là có món gì ăn luôn. Đây. Đó. Chỉ ăn vậy thôi, đồng bào nó khổ. Đây là quế nha mọi người, quế thơm của người đồng bào đây, người dân tộc đó. Rất là thơm luôn, làm mấy món cà đắng gì này, rất là ngon. Vừa phải kiếm cả đắng nha mọi người. Có hai miếc chẳng còn nào nữa đó, mà có ui kệ đây mọi người, cà tím, cà thịt được 4 con. Kiếm cả đắng cũng vất vả đấy mọi người, không phải đơn giản. Ăn đồ ngon phải kiếm thôi, muốn sống qua ngày thì phải kiếm muốn ăn thôi, kiếm không có gì để ăn luôn. Mà quế nó rất thơm nè, đây rất thơm luôn, đúng mà nó thích là có mùi thơm. Trời ơi nó cẩn thận gai mọi người. Đây là hoa gừng nha mọi người, hoa gừng nha, đây là hoa gừng cưng dân tộc nha, đó là cái đê nha mọi người, đó hái nha mọi người, hái thì làm món ăn, làm bắp chuối, đó. Tí nữa phải lấy bắp chuối nha, làm món ăn là mới được. Đây là thành quả của mình để hôm nay, để hái hôm nay nha mọi người. Đi kiếm một buổi luôn, đi kiếm món ăn, đây là cả món ăn mình đi kiếm trong rẫy của mình, để kiếm trong món ăn, để kiếm món ăn để trong mùa dịch á, rất khó. Đây là bắp chuối mọi người, đây là 3 quả dưa, đây là hoa gừng nha mọi người, đây là quế, quế của người đồng bào rất là thơm luôn, đây là rau gai nha, đây là cả đắng, cá quả tím, đây là ớt này. Đây là rau mướp, rừng nha mọi người, rừng, mướp rừng ăn rất là ngon. Mình sẽ chế biến các món ăn để về mang về nhà để cho gia đình mình sẽ làm món này mọi người. Người thấy hay nhớ like và đăng ký kênh của mình nhé. Đó.